À, phương pháp tu này nhìn đức nhìn từ các cháu nhỏ mấy đứa nít à, dẫn niệm Phật, lễ vật đồ rất là giỏi ừ, giỏi lắm nay thấy à, đức thành đồ niệm phật rồi ha nên à, mấy người lớn lớn đồ nên à, tạo điều kiện cho các bé nhỏ nó được niệm phật lễ phật nhờ cái đức niệm phật mà các cháu sau này nó ngoan, thông minh học giỏi, công đức niệm phật lớn dữ lắm. Có khi dạy uh, hiếu thảo dạy này dạy kia nhiều nhưng mà có khi chưa đặc biệt bằng nó niệm phật. Tại vì khi niệm phật nó phát từ tánh phật nít mà nít mà chịu niệm phật lễ phật là thiện căn dữ lắm chứ không phải giỡn đâu. Nên mỗi tuần uh, chủ nhật cộng tu thứ bảy rồi này kia thứ bảy chủ nhật rồi đó. Khi tu giờ này xong Đãi cho các bé người ta ăn uống đồ ngon lành chút nha, Hoặc là mua kem rồi cho người ta ăn đồ cho đặc biệt nha Nên những đức mà biến được những đức biến lại chỗ các con như đứt tặng quà liền Nói nó giản đâu cái, cái tâm mình thấy ních mà niệm phật lễ phật mình thấy mình thương sao đâu Thật sự cái tại vì có phật hiệu mình thích quá nên đó. Mình muốn đem có vật hiệu này mình giải rộng ra cho ai cũng được nghe có vật hiệu nên khi những đức mà hướng dẫn niệm Phật rồi là hình như thấy ai cũng tu được hết nhiều ít gì đều tu được hết chỉ có người tu cũng được thôi là không tu không chịu tu chịu thua chứ ai cũng tu được chứ á như đức nói rằng là họ niệm cũng được họ nghe cũng được Đó. bây giờ ngồi niệm không nổi thì nằm niệm niệm thầm à ngồi nằm mà, không được thì đi vòng vòng niệm nghĩa là mình điều tạo điều kiện cho người ta làm sao mà bản thân ai cũng được nghe có vật hiệu này vì quá thù thắng hả quý vị có vật hiệu quá thù thắng nên từ nó có cái cách hướng dẫn vậy nên nhiều người dẫn dắt đi vào Phật pháp thấy nít như xíu xíu mà đòn cô chuyển rồi đó nít tí ti rồi mà tạo điều kiện cho các cháu nó, nó tu độ nít mà quá giỏi đó. nhiều đứa nhỏ nó chứ không phải chỉ đòn nó không đâu nhìn nhiều đòn mấy đứa nít đồ ta niệm phật lễ phật này với cha mẹ đồ này kia hay với cách này cũng rất là hay là thí dụ chủ nhật cầu đó mình đi đến chùa đồ này kia giờ khi mình ít đi thí dụ nếu ai đi thì đi không đi thì thí dụ nè mình rủ bạn đồng tu về nhà mình số người tu tập chuẩn bị cái lẩu nấu đồ ăn đồ tu xong đãi không ăn luôn Quý vị biết Người ta đến nhà mình mà niệm Phật đó, Nó thù thắng lắm chúng ta diễn chuyện dẫn đâu quý vị Ừ Ví à, dụ như lễ Vĩ qua âm 10 19 tháng Tháng 9 đợt này Chúng ta sẽ lại ngay ngày đó, Buổi tối thôi à, và những cái trang trang thành niệm Phật vô lượng thọ của mình à, Thì thí dụ như Mỗi một người mình thí dụ như đi mình đi tiền xe đi đến, đến chùa mình lễ đi trong dịp này mà gọi là miền ngoài lũ lụt đồ này kia lấy cái tiền xe đó mình gỡ mình cho anh ta cũng được nó thật sự mình lễ quan âm nơi nào mình lễ nơi đó cũng được còn ai đến chùa được lễ thì đi đến chùa cứ gì mình phát huy nghĩa là từ nhà chùa cũng lễ quan âm mà từ bản thân vậy đó cũng hướng dẫn với vị lễ quan âm trên mạng luôn Như là ai tiện sao lại đi lễ vậy ai thích lễ thì sao lễ vậy miễn lễ quan âm là được nên những đức nói rằng là gia đình của mình nhà của mình nha mà người ta lợ người ta tu hay lắm. thật sự Những đức xíu siêu siêu dụ như phan thị hoan nít nha siêu siêu nó ngồi nó, nó dễ thương nó ngồi nó đã ngoan đàng hoàng cái nít mà gì là thiện căn đặc biệt lắm đó quý vị ơi ừ. không phải dễ kiếm mấy đứa nít niệm phật này đâu nhưng mà dịu nghiêm rồi ha thằng trai là như xíu xíu ta ngồi người ta nghe nói chuyện đàng hoàng đẹp trai đàng hoàng ngồi đàng hoàng thấy chưa nên mình mình thật sự mình mới mấy đứa mấy đứa nít mà niệm phật phải tán thán tại vì sao vì người lớn mà có khi mà còn chưa tin có vật hiệu này mà cũng nít mà chịu niệm phật là không đơn giản nó, nít này là nít mà thiện căn <laughs> nít thiện căn đặc biệt nên, bò dưỡng có khi mình cho người ta bao nhiêu vật chất đó nghe nhưng mà có khi mình dạy người ta một phương pháp niệm Phật này có khi... Có những lúc mà... Gặp sự cố trong cuộc đời vật chất Tình cảm con người không giải quyết được á. Gì mà có Phật hiệu này giải quyết được các quý vị. Chính bản thân những đức thấy rõ ràng này. Từ xưa về những đức khuyên ta niệm Phật. Khi những đức gặp sự cố. Nếu mà những đức mà không tu không niệm Phật là chịu thua. Thật sự không còn cách nào cứu cứ vớt mình nổi đâu. Nếu không niệm Phật là chịu thua. Bức cái tâm. Bức cái tâm này không nói dòng do chứ. À vậy mà niệm vật lễ vật mà cái tâm nó hồi phục lại đó quý vị con người nó 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 an lạc lại nó nhìn thấu sự việc con tự nhiên nó buông xuống đó dẫn đâu nên một câu vật hiệu này thôi mà mình dạy người ta lúc người ta bệnh đau ung thư bác sĩ chạy như vậy mà người ta nắm câu vật hiệu người ta niệm người ta dịu cái tâm lại gì mà người ta có khi giải quyết vấn đề của bệnh hoạn đó không có dẫn đâu một câu vật hiệu này không đơn giản chút nào đâu đó có khi con người người ta buồn khổ chán nản thất vọng tiệt, tuyệt vọng rồi thất tình thắt như tùm lum nhưng mà quý vị biết rằng là một câu Phật hiệu này thôi mà nó giải quyết được vấn đề hết luôn á không biết làm sao á khi mình niệm Phật lễ Phật là trong câu Phật hiệu này nó có diệu pháp âm à, trong câu Phật hiệu này có diệu pháp âm tự nhiên nó giải mã những cái điều mà mình u quốc trong lòng mà mình bị nó dồn nén mà mình không giải tỏa được mà câu Phật hiệu này giải tỏa được đó quý vị à, khi okay, mình ngồi mình nói chuyện với người ta Mình kể chuyện của mình để mong người ta cỡ mở dùm Cỡ mở không nổi Vậy mà niệm Phật lấy Phật nó cỡ mở được Hay vậy đó Nên có những người mà bệnh đau ung thư Đồ người ta buồn người ta chán ở nhà chỉ là niệm Phật Nhất là có cái điện thoại mà Cho người ta vô cái room này Người ta nằm đó ta nghe niệm Phật thôi Mà tu xong mình nói chuyện dài câu gì thôi Người ta nghe người ta hướng khởi cái tâm người ta lên Có người mới vị Sống những ngày tháng buồn khổ sống có ý nghĩa gì đó những đức nói dù trong hoàn cảnh nào mình cười lên cái còn có thể nó giải mã được nhiều cái u uất trong cõi lòng còn hơn là cái mặt âu sầu buồn bã Đúng không ờ mình mình nói thật sự mình đi đâu mà cái mặt mình vui vẻ người ta thấy người ta thấy thương chứ mình đi đâu mà nhìn cái mặt như cái mền <laughs> ai mà thương nổi quý vị nó à, không có giản đâu mình mình xấu gì xấu nghèo gì nghèo nhưng mà cái nụ cười nó quan trọng bên nó nói một nụ cười một mười tháng thuốc bổ là gì đó quý vị thử cái trong nhà nghe một mình quý vị nghe bị niệm phật nghe lễ phật nghe bị đi vòng vòng một mình cừ nó ngồi vậy đó không biết sao nó vui từ tâm ra lạ lắm thì quý vị coi bây giờ đó như đức ở một cái nơi bự thiệt là bự rộng rãi vô cùng hay biết rồi đó gì mà bây giờ thử mình đưa mình vào một cái cái cái, cái chỗ xíu chỗ xíu xíu vậy mà cũng ngộ tay không có buồn quý vị ơi à, người thì nó không buồn thì không có đâu Nó cũng có buồn mà buồn chút xíu Rồi tu tập niệm Phật nó vượt qua Cái này nó hay nè Nên câu Phật hiệu gì sao mà những đức tin, ừ. những đức thích gì vậy? Tại vì khi mà mình gặp sự cố gì mình niệm Phật nó vượt qua à, Rất là hay luôn Bây giờ mình ngồi mình nói chuyện mình cỡ mở với ai cũng không cỡ mở được Nhưng vậy mà niệm Phật cỡ mở được đó à, Niệm Phật lễ Phật cỡ mở được Quý vị thấy bây giờ những đức nha Ngày có bốn thời điều rang đức tu với vị thấy chưa đó, nghĩa là khi quản chúng cũng được khi nuôi cụ già cũng được khi tổ chức chương trình khiếm thị cũng được tổ chức pháp hội cũng được chia sẻ phật pháp cũng được ngồi nói chuyện chơi cũng được giờ tu bốn thờ cũng được được hết trơn luôn không bị trở ngại gì hết rõ ràng luôn câu vật hiệu này nếu quý vị chăng thật mà niệm nghe nó không có bị chướng ngại con người mình bị chướng ngại là nghe cái tâm mình bị chướng nè chứ thật sự thì trong cuộc đời này nó không có chướng ngại gì đâu vì cuộc đời của người mấy mươi năm ngắn ngủi à, Cái gì nó cũng sẽ qua chứ quý vị Thịnh suy si gì nó cũng qua hết chứ Thương ghét gì cũng qua hết chứ Anh thấy chưa Đó. Nên trước ngày là ngay cái tâm mình bị vướng nè Hôm nay người ta thương mình Người ta nói bao nhiêu lời chân thật với mình Nhưng ngày mai người ta không thương mình Người ta nói bao nhiêu lời giả dối với mình Nhưng mà do mình bị vướng cái chỗ bị thương đó đó Rồi mình đặt cái câu hỏi Tại sao Tại sao cái hổm thương mà bây giờ không thương nó cái này là mình chết ngay cái chỗ là mình đặt câu hỏi tại sao tại sao phải hổm thương mà bây giờ không thương cho quý vị biết rằng những đứa sống chung kìa người, tu hành đó mới ngày hôm qua vì ngày mai là khác hoàn toàn luôn á mà nó không phải quay lại mà ít người nó quay 180 độ luôn á mà bản thân những đứa phải ngồi niệm phật mà nhắc chính mình không có vướng cái chỗ thương đó hôm qua người ta thương gì ngày xưa mình đã thương người ta hôm qua người ta còn thương nhưng ngày mai người ta không thương mình vì ngày xưa mình đã chở mặt với người ta. Bây giờ người ta không thương mình nữa. Mỗi người nó đều có cái khó của họ trong cái hoàn cảnh cuộc đời. Có khi mình đặt mình vào họ, có khi mình thấy mình cũng có cái khó. Nên có khi bản thân mình chỉ biết trách người khác thôi mà mình không biết đặt vào hoàn cảnh vào người ta. Nên mình đi trách người để vướng mình. À, hay hay chưa? Trách người để vướng mình. đó buồn người để khổ mình. Dặn người để đau lòng mình. À, săn si với người để đẩy mình vào đọa lạc nên câu văn hiệu này nó giải mã cái tâm nè ngay nó vướng là ngay cái tâm này trở ngại là ngay cái tâm này nếu quý vị mà dùng tâm nhớ vật niệm phật mà lo tu là nó sẽ cỡ mở cái tâm này ra nè ờ à, quý vị biết có bao nhiêu con người người ta hỏi như tại sao lúc đó mà nuôi hai ngàn con người hay như vậy nhưng đức nói chỉ ngay cái chỗ cái tâm thôi nếu đặt vấn đề nặng nề là nó sẽ vướng hết nhưng mà chỉ cần dùng tình thương khoan dung và tha thứ làm được hết cho cho vị biết chứ hồi đó mà hai ngàn người rồi mà khi mà cái đạo tràng bốn xuất hiện mình trong lòng những đức còn nghĩ phải nuôi thêm ngàn người không biết đủ thấy chưa cái cõi này làm thiện không biết đủ quý vị nhưng mà nếu không đủ duyên thì buồn xuống còn làm được là làm tất cung luôn không biết sợ mệt mỏi là gì vì thấy những đức có một khoảng thời gian làm đến mức mà, mà chạy nhân đầm già chạy lăn xăng lăn xăng lăn xăng chạy đâu chàng này chạy đâu chàng kia lo tứ tung lăn ta giải quyết đủ vấn đề chứ thấy không nhưng mà cuối cùng buông xuống phải buông xuống thôi thấy chưa nên phật nó bây giờ cho ông làm thiệt là nhiều bây giờ kêu ông buông xuống hết chân này buông nổi không nhiều người chúng ta chịu không nổi đâu quý vị ừ mình dính vào rồi mình buông ra mình chịu không nổi đó nó giống như hôm qua chồng ngồi bên cạnh nói em là người anh thương nhất trong cuộc đời này anh có thể vì em mà hy sinh tất cả mổ cái bụng ra môi tim môi ruột ra hết cũng gì em anh cũng chấp nhận nhưng ngày mai người ta sẽ nó gặp mình ta nói một câu câu nói của hôm qua đã qua rồi hôm nay anh không còn thương em được thôi chào em chia tay nhé mình về không mình mình nằm vào vào luôn nó ủa sao kỳ vậy ta mới hôm qua vậy mà hôm nay sao gì ta có thấy chưa Quý vị ơi nhờ vào pháp có khi cỡ mở chúng ta chỗ này nè có khi cho chúng ta nhận thức cái cuộc đời này đó nghe ừ các các bé nhỏ cũng gì nữa các con sau này lớn lên không bao giờ thất tình đâu nghe <laughs> người ta có quyền thương mình và người ta cũng có quyền không thương mình và mình có quyền thương người ta và mình cũng có quyền không thương người ta nó, nó lạ lắm nó, con người mới biết, biết bữa nay mình thích bằng bộ đồ màu hồng nhưng ngày mai biết đâu tự nhiên mình lại thích bằng bộ đồ màu trắng mà bữa kia mình có thích, khi mình thích bằng bộ đồ màu xanh bữa kia mình thích bằng bộ đồ màu đen thì thấy chưa cái tâm niệm của con người ta nó đâu có dừng lại một bộ đồ màu hồng đâu vì thì cái tình thương con người nó cũng không dừng lại được quý vị à cho nên mới tính vào nhân quả nên con người đừng bao giờ sống hụt hẳn khi bị bỏ rơi hụt hẳn khi bị chở mặt mà mình phải đứng lên khi bản thân của mình biết thương mình mình mà còn không biết thương mình mà kêu ai thương mình người ta có quyền thương mình và người ta có quyền bỏ mình tại sao bản thân mình không biết thương mình thật sự quý vị mình biết thương mình thật sự thì mình mới biết thương người ta thật sự như bản thân những đức là thật sự biết thương người ta nên những đức cũng biết thật sự biết thương những đức những đức không thể nào để cho những đức phải rút ngã được vì sao vì khi mình rút ngã thì mình còn giúp ai được đâu à nên trong cuộc đời không có hụt hẳn nghe không có buồn chán không có bế tắc phải đặt mình vào người đi phải tha thứ cho nha đạo phật là gì tha thứ khoan dung tha thứ cứ như vậy mà sống đi quý vị sẽ thấy đặc biệt tự tại lắm cái gì nó cũng sẽ có cái tốt của nó chứ trong cái xấu nhất nó vẫn có cái tốt trong cái tốt nhất nó vẫn có cái xấu đó có giảng đâu bây giờ lúc trước đi đến chùa bây giờ không đi đến chùa hai vợ chồng ở nhà niệm phật niệm phật xong chuẩn bị cái nồi lẩu hai chồng ăn lẩu được được không thử có vui không biết nó <laughs> vui chứ còn nếu nhà một mình đúng không chuẩn bị miếng đồ ăn nào tu xong ra ngồi ăn mình vừa ăn vừa niệm phật được không vẫn được bình thường nhưng mà thân những đứa bây giờ này một mình nè quý vị thấy không không minh nè thấy chưa vẫn là là sống bình thường thôi chứ không lẽ là sao không lẽ bây giờ buồn mỗi ngày khóc à? không có đâu Tôi không quý vị ta nói chọn hết bổn phận thành bại tỳ duyên mình chọn hết bổn phận mình thôi làm xong rồi thì trở lại bản thân bây giờ ngày 15 năm nay đi tu mới bây giờ mới tu được bốn thờ thấy chưa không giải quyết vấn đề gì của một ngày cả Bây giờ cả một ngày không có một chút gì sáng si Cứ lên tu rồi đi, vòng vòng niệm Phật Rồi lên tu đi vòng vòng niệm Phật Ngồi nằm đứng đi gì cũng niệm Phật Thấy chưa Không giải quyết một vấn đề gì cả à. Vì có hai ông sĩ cụ he mà giải quyết cái gì bây giờ <laughs> Đâu còn gì để giải quyết nữa đâu quý vị Nhờ gì mà lên tu uống thờ luôn đó, nên từ nơi đó như thức thấy rõ ràng luôn trong cái cái xấu nhất nó vẫn có cái tốt nhất nếu như quý vị niệm phật còn không niệm phật là nó xấu hết không niệm phật là cái gì cũng xấu nó nên nhìn mấy đứa nít mà nó, nó công nhận giỏi một chút cô chuyển ra nghe mua kem rồi cho mấy đứa nhỏ nó ăn đồ nghiệp nó chàng ô nó mấy đứa nít mà là tu mà ngồi ngoan đồ nghe chút ra mua đồ ăn cho thi ăn thêm Ở khi còn lì xì cho anh ta nữa đó nghe Đi xì cho người ta dài chục ngàn đường này kia luôn cái đi đi học cái chứ nít mà kệ mình cứ thương nít đi quý cứ thương nít đi nít là mầm non của đất nước mình thương mình dạy cho đàng hoàng các cháu sau này nó đặc biệt dữ lắm chứ không phải chuyên dân đó nên những đức tu xong nói chuyện với quý vị một chút gì đó rồi giờ này chuẩn bị cũng ăn cơm nên nguyện đảm bảo gia hộ cho tất cả quý vị ai cũng tính nguyện niệm phật và sống trong hoàn cảnh nào cũng sống tốt và sống vui khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc chúc quý vị an lạc nha a di đào phật a di đào phật a di đào phật di phật à, rất là nhiều đạo tràng tu ha à, nhiều đạo tràng chúng ta tu tập đặc biệt quá bé diệu minh được ha ừ, ai di đào phật <laughs> rồi chúc quý vị an lạc nha chúc chúng ta ra ăn cơm chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha quý vị a vậy nào vợ, ừ. rồi chào các bé nhỏ nghe, nhất định cuối năm những đứa có dịp nào như đứa thích nha. kiếm cách làm sao để tặng quà cho các cháu nhỏ này mới được, ừ. thương các cháu nhỏ lắm a di nào vợ, a vậy nào vợ.